Bích Hương xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Hương đi thăm của em trai của Hương về. Thì Hương có ghé ở đây là Sài Gòn. Thì này là công viên 23 tháng 9. Thì Hương cũng quay lại những cái hình ảnh để chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn. Thì Hương sẽ đi một vòng ở đây. Thì mời cô chú anh chị các bạn cùng đi với Hương nha. Cái hồ dưới này có cá không cậu? Có, dưới này có cá nó luôn. À mà nước nó không được trong ha. Rồi, ở đây lá cây cũng nhiều á. Dạ. Thế là con thấy cái công viên này nó rộng lớn lắm luôn nè. Hay là cây liễu. Hay là đôi tay. Có hoa nè, hoa đỏ đỏ nè. Rồi đi dài dài vô trong này nữa. Ở thành phố, ở giữa thành phố mà có mấy cái công viên rồi cây to lớn vậy á, nó mát. Nhiều không cậu hay là chỉ có vài con thôi? Mọi thứ thế giới à. Có những video mà con sóc mà nó đang làm cho nước xong rồi nó lại ôi trời ơi, ôi đèn xanh này, đèn xanh này. Công viên này có rất nhiều là cây to, cây cổ thụ. Cây tán nó rộng quá trời luôn. Ở Sài Gòn mà được mấy cây vậy đó, không khí nó mát mẻ, nó trong lành nữa. Đây là đôi tay. Em quá à. Nãy giờ đi ngoài kia nó nắng nó mệt rồi, vô đây cái mình ngồi nó mát và nó khỏe. À, giống như chụp hình vậy. Lâu lâu mới được đi Sài Gòn một lần. Nhờ cậu của Hương á, là cậu học ở trên này nên là cậu cũng biết được chút chút, nên là có dịp á cậu cũng dẫn cho Hương đi để Hương biết nhiều nơi. À, Sài Gòn công viên nè, rồi Bùi Viện nè, phố đi bộ Nguyễn Huệ là thường là du khách người ta về đổ dồn về đây, người ta tham quan với chợ Bến Thành.
mặt Hương á là đường Lê Lai với đường Phan Chu Trinh. Thì ở trước đây là chợ Bến Thành đó cậu, bên kia. Bên kia là chợ Bến Thành. Còn phía xa xa kia là tòa nhà Landmark 81 tầng. À, và đây là khu chợ Bến Thành. Thì đây là cái du khách hay là ở mọi nơi thì người ta thường đổ về đây để người ta tham quan. Thì Hương mời cô chú anh chị các bạn cùng vô trong coi ở trong có bán gì với Hương nha. Rồi Hương sẽ đi vô trong này. Giọng tên nội lực. Thì Hương vào trong cái khu chợ Bến Thành này thì Hương bán, Hương thấy bán rất là nhiều đồ, quần áo, giày dép, túi xách, các loại trái cây, thức ăn. Trái cây tươi nha. Chị thấy lấy trái cây không? Không? Dạ đúng rồi. Bây giờ mình quay. Nè em ngồi đây là cậu quay được rồi. Người đang xếp hàng chờ là ăn bánh bèo quế. Có xuống. Có gì cả xin tốt tụi, dạ xin qua nha. Xin tốt cả chưa hả? Đây là xin sáu. Nè, mình đang ăn cái này là chè Thái. Thơm quá, thơm quá. Dạ. Nhà là 50,000. 50,000. 50,000. Thì Hương với cậu của Hương đang đứng xếp hàng để chờ ăn bánh bèo. Cái tớp mỡ nó giòn nó ngon á. 4 hộp vào đầu, 3 hộp đầy đủ. Chạy vô cho lại, không.
Hèn chi ai cũng chờ đợi lâu, ăn nó ngon mà. Vừa ăn á. Thì cái lượng người khách hàng chờ đợi để mang mua mang về gọi đây ăn rất là đông. Nhộn nhịp mà vui nữa. Mà Hương ăn cái này thì Hương thấy ngon nên là mọi người tâm đứng xếp hàng cũng xứng đáng. Bánh lọc với cậu dễ bánh trên đây với cậu. Cậu dễ 50. Cậu giải quyết con hai hộp bánh lọc con trai nhưng mà lâu lắm rồi nè. Hai hộp bình thường, một hộp bánh lọc ngon. Rồi, ok. Bánh lọc ngon. Quà lưu niệm. Mày xuống vàng mã nữa đi, nửa cái tủ đi cho chị. Chị ba lấy nửa tủ đi cho chị. Từ cổng chợ Bến Thành đi vô thì ở đầu ngoài này là bán giải. Trong này đi rồi. Bên đây là khu bán túi sách. Quá trời túi sách luôn. Có gì xem chị gái ơi. Có bây giờ sách gì rồi. Ồ, bên đây là giày dép. Trăm hai còn không giữa đợi 101. Ồ, bên đây là đồ ăn nè. Bánh mứt. Đây, chạy dài đi lẳng luôn là khu bán bánh mứt. Qua đó luôn. Chạy tới ngoài đó luôn. Bên đây là bán mỹ phẩm, nước hoa này cậu. Chị mình hiểu không, đưa tới đây. Tới đây nhỏ nó bị chị đứng chờ đi. Đúng rồi. Dạ, quay về làm kỷ niệm chị ơi. Quá trời đẹp. Dạ, thì đó con nhỏ bạn con bên anh nó về.
Nhà thu cuối đường bên đây á là bán cá với bán dao, bên kia cũng vậy luôn. Dạ, Hương đang đứng ở đây là cửa Bắc chợ Bến Thành, cũng là cuối chợ rồi. Thì Hương cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Hương. Hương cũng hy vọng cô chú anh chị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Hương để Hương có tinh thần ra nhiều video hơn nữa. Xin tạm biệt cả nhà.